xuất hiện của nàng tiên cá Ariel. Ariel là nàng tiên cá nhỏ nhất trong gia đình và luôn được hai người chị rất nhanh, uống lượng thật uyển chuyển và tạo ra những bầu khí tuyệt đẹp dưới lòng đại dương. Rất năng động, Ariana có dáng bơi nhanh nhẹn và đầy sức mạnh. Nàng thích khám phá những điều mới lạ và thường lặn sâu đến những vùng biển hoang sơ dưới lòng đại dương hùng vĩ. Đặc biệt nhất chính là Athena. Athena là người chị cả trong gia đình, giống với dáng bơi thứ tha và mềm mại của mình. Athena có tính cách dịu dàng và đầy nội tính, nhưng đồng thời lại rất mạnh mẽ. Nàng luôn sẵn sàng bảo vệ và chỉ dạy cho các em. Vì thế, Athena được vua thiện đề rất tin tưởng và gieo viên ngọc trai quý giá cho nàng cất giữ. Viên ngọc trai kỳ diệu được vua thiện đề ban tặng cho các nàng tiên cá, đó là viên ngọc luôn tỏa sáng, mê mùa sống đến trong tương lai, giúp cho đại dương luôn ấm áp và ngập tràn niềm vui. Người đang cất giữ viên ngọc ấy, khi nào người đến bất cứ đâu thì vùng biển của trời anh nên này luôn trở nên thật hòa bình. Viên ngọc trai, vì thế khi đến vùng biển viên mờ đờ vũ quốc kỳ diệu này, họ luôn truyền tay nhau viên ngọc và tạo nên những điệu múa ứ lượng đẹp mắt. Trong lúc bạn nghe múa lượng ấy thì người em út Ariel bất ngờ làm viên ngọc từ khỏi tay và rơi xuống tận sâu của vùng biển xa lạ này. Cùng lúc đó, người chị cả Athena hốt hoảng liền hỗ trợ em út đặt xuống đáy biển sâu để tìm kiếm viên ngọc. Tuy nhiên, sinh vật và các loại san hô dày đặc đang xen nhau khiến nàng không thể nhìn thấy được viên ngọc ở nơi đâu. Sau đó, nàng cũng dũng cảm lặn xuống đáy biển sâu để cùng chị Athena tìm lại viên ngọc quý. Nhưng rồi nàng cũng thất vọng vì đáy biển ở đây quá sâu, dòng nước chảy mạnh khiến nàng không tài nào tìm được viên ngọc. Chàng họ Lạc vẫn đang cần mẫn làm việc chăm sóc cho các bạn sinh vật như mọi ngày. Hai người đã phát hiện và nhận được viên ngọc trai quý giá của ba tiên cá vừa làm rơi. Các chàng gấp thất thù lấp lánh dưới lòng đại dương của cung điện Hải Vương. Dặn ra viên ngọc của mình, nên mừng rỡ bơi đến và kể lại câu chuyện đánh rơi ngọc. Sau cùng ngỏ ý muốn xin lại viên ngọc để tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình. Các chàng thợ lặn của cung điện Hải Vương vốn rất thật thà và tốt bụng, các anh đã trao lại viên ngọc cho Ariel và giúp nàng bơi đến đồng bộ với hai cô chị của mình. Sau khi chia tay với những đèn tiên cá, các anh thợ lặn trở về với công việc hàng ngày của mình ở cung điện. Trong tim các anh vẫn luôn hy vọng có thể gặp lại các nàng tiên cá một lần nữa. Có lẽ vì thấu hiểu được tâm tư của các anh thợ lặn, cũng như muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh, nên các nàng tiên cá đã quyết định quay trở lại vùng biển Windwater Vũ Quốc một lần nữa. Rất vui mừng và biết ơn các anh thợ lặn của cung điện Hải Vương và nắm tay nhau quây quần và xung quanh các anh như thay cho lời cảm ơn chân thành nhất. Đó, các nàng tiên cá đã quyết định chôn viên ngọc trai quý giá của mình để lưu lại tình yêu sẽ sống vĩnh hằng cho tất cả sinh vật của cung điện Hải Vương.
theo dõi chương trình vui vẻ và tràn đầy ý nghĩa tại công viên chủ đề.